Nói chung ở đây tôi nhỏ tuổi nhất đó, mà tôi kêu mày tao không à. Bức dạy với sợ, bức dạy với sợ. Tính ra là hổn. Hổn hổn quá. Hổn hổn. Em là nhỏ nhất, em xin lỗi mấy anh, em kêu mấy anh bằng thằng nha. Cái lớp kịch mình chỉ có 9 anh em thôi, mình phải vượt qua hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người. Lý do gì sao anh em mình lộn? Ủa đó mình cũng đâu có đẹp đâu trời. Không, nhiều khi dễ thương. Không có dễ thương đâu, số xưa Lý Hải nhìn số bắt hồng ơi. Thì không. Ở xấu lạ. Xấu lạ. Bây giờ mình lỡ đầu này đi, đầu đó lên nó quậy quá rồi, cá chạy hết rồi. Thật ra bắt cá phải có kinh nghiệm, quậy xịn bùng lên cho cá nó nổi cái đầu lên. Ê, lên 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 lên. Bây giờ nè. Hả? Một thằng nằm ngang á, một thằng kéo tay, thằng kéo chân, mình kéo nằm ngang nó dồn cá lại chỗ đi cho dễ bắt. Hay có đó được á, để kêu ông trường mập mập. Mấy mập mập nằm ngang. Hả? Ồ hay vậy ta, hay quá. Ê, nó vô kìa. Vô 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 vô. Ôi, trời ơi. À, ôm nó không có chặt được. Lý do là hơi cấn. Hồi xưa nó giống trộn bún như như tôi. Hồi xưa Đông Nhân là đi bán ở đây với Lý Hải cái thời cũ này, Nhân có nhớ gì không? Hồi đó là năm khoảng chừng 70s 80s. Thì hồi đó cái thời mà một xíu mà khổ mà. Một buổi đi học, một buổi về trưa là đi bán liền. Hồi đó bán thuốc lá. Thuốc lá bưng bưng hộp hộp rồi nè. Với số. Hồi đó rau sao? Nhớ chứ. Sao rau sao? Thuốc lá ơi, với số đi anh. Ủa dễ vậy hả? Dễ hả? Ủa dễ ăn quá. Anh với số anh, với số anh. Mấy ghi em nè. Thuần là bán gì đấy? Bán gì? Nói đừng cười với gạo lậu. Đối với vị đây là những người bạn rất là thân với Hải Quyền Linh. Đây là Đông Nhân. Bây giờ trở thành một cái người tài hoa lắm. Ha, tiệm cắt tóc gì? Tạo mẫu tóc hả? Tạo tóc Đông Nhân ở Mỹ Tho Tiền Giang. Kim là vũ sư. Vũ sư luôn. Đó, vũ sư ngày xưa rồi. Ôi, nhảy hay lắm. Ngày xưa. Quốc Thuận. Quốc Thuận. Đây là một trong những người mà lớp phó. Lớp trưởng. Lớn tuổi hơn mình. Nói chung ở đây tôi nhỏ tuổi nhất đó, mà tôi kêu mày tao không à. Bức dạy với sợ, bức dạy với sợ. Tính ra là hổn. Hổn hổn quá. Hổn hổn quá. Khi mà bước vô trường sân khấu hai học hồi xưa đó, nó có một cái tiền lệ là không cần biết anh lớn hay anh nhỏ, vô học chung là mày tao hết. Cộng thêm vậy đó, Linh nhớ không? Là mặc dù cái người vô trước mình luôn, ví dụ mình học khóa 10, cái anh đó học khóa 9, nhỏ tuổi mình mà phải kêu anh kêu chị, dạ muốn chết luôn. Chẳng hạn như Phước Sang, nhắc rõ ràng Phước Sang nhỏ hơn mình nhiều, phải người ấy mốt luôn. Là kêu anh luôn đúng không? Phải kêu bằng anh hết. Đây là những người nghệ sĩ chung lớp với tôi, diễn chung sân khấu với tôi, khó khăn cùng ăn, cùng hưởng, cùng chia đó quý vị. 4 năm anh em gì cùng Nguyễn Ngọc Sơn là ăn chung một cái thao, tắm chung cái thao, rửa chung cái thao, lau nhà chung cái thao luôn ha. Nấu ăn luôn đi. Nấu ăn chung cái thao luôn, chỉ có cái thao kỷ niệm thôi. Cảm ơn Thượng Linh để dựa chương trình. Cảm ơn Đông Nhân, cảm ơn Lý Hải. Em là nhỏ nhất, em xin lỗi mấy anh, em kêu mấy anh bằng thằng nha. Ngày xưa Lý Hải thi gì? Hồi xưa hả, tôi là nói không có được tốt lắm. Thì tôi làm tiểu phẩm giống như kịch câm vậy đó. Diễn kịch câm rồi. Bây giờ mình làm thầy thì mình ngồi. Làm thầy tính điểm thẳng lắm. Rồi, thí sinh Nguyễn Văn Hải, số báo danh 35/75, bắt đầu. Dạ. Action. Má ơi. Má không cho ăn, đói bụng. Đói. Khoan cái gì đây? Ginh một cái gì đó. Cái gì? Một bẻ. Ồ, còn nóng cái gì vậy? Không, chuối hả? Cái trái. À, chuối, không, không phải, chuối sao nóng được? Mè. Tước ra đó. Ủa sao giống nóng đó? Mè chua kìa. Rồi, mè. Đói bụng má không có gì cho ăn, mày có thấy cho mè mày. Ráng kiềm chế bên em, ráng kiềm chế lại đi. Dù chua chua căng lắm à. Thôi ăn nhiều đó để ăn quá bụng quá. Hơn chỉ có chút xíu rồi vậy mà đậu á. Nhiều đó thôi mà trở thành nghệ sĩ Lý Hải bây giờ đó quý vị. Nên là một vòng thôi, còn một vòng là thầy giáo cho cái tiểu phẩm á, là trong cái rạp chiếu phim á là chỉ có một mình coi thôi. Diễn làm sao để cho người ta biết là mình coi phim gì rồi, trong đó như thế nào, là tối thui mình phải mò vô mình ngồi cái ghế như thế nào ra diễn, sau khi đó mới được đậu. Thực ra hồi xưa là khi mình diễn là tiểu phẩm, là thường là tiểu phẩm là không lời. Không lời. Đúng rồi. Mà biết lời đâu mà nói. Đúng rồi. Mãi mà mình càng nói nhiều là càng bị lỗi. Rồi mà tới giờ này luôn nha, tôi cũng rất là thắc mắc lý do là
trong cái khoảng mà mình đậu năm 86 đúng không? Đúng rồi. Cái lớp 86. Kịch mình chỉ có 9 anh em thôi. Mình phải vượt qua hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người. Lý do gì sao anh em mình lọt? Cái đó mình cũng đâu có đẹp đâu trời. Không, nhiều khi dễ thương. Không có dễ thương đâu. Số xưa Lý Hải nhìn số quá còng ơi. Thì không. Xấu lạ 86 tức là 30 mấy năm rồi. Chính như cái tiểu phẩm rất là nhỏ như thế, nó bắt đầu cuộc đời nghệ thuật của một nghệ sĩ như chúng tôi quý vị ha. Rồi sau đó sóng gió buôn ba đủ thứ hết. Bây giờ mỗi người một hướng. Anh Lý Hải anh chuyển qua làm đạo diễn phim Triệu Đô nha quý vị nha. Rồi Đông Nhân trở thành một cái kéo vàng ha. Vũ Thuận trở thành một cái nhà quản lý nhân sự đó. Mà Nguyễn Linh trở thành một người đi bán nước rửa chén. Lại tiếp tục một ký ức của Lý Hải. Bây giờ mình sẽ quay về cái ký ức hơn 40 năm rồi. Bé Tí lúc đó cái nhu cầu kiếm tiền rất là cao. Bởi vì tiền vừa học phí, để có một cái vốn thì ở nhà mình là cũng nó khu vườn tượng và y chang cái nhà mình thôi. Thì sẽ mưu sinh thêm bằng cách là ví dụ như là mò cua bắt ốc. Nếu mà bắt được mấy con tôm hay cá to nào, cá lóc mà to to là không có dám ăn, mà để dành bán để lấy tiền. Nhỏ kiểu vậy thì mình ăn. Chứ tôi thấy hôm nay là bố anh em mặc áo đồ nó sai sai sao? Ừ. Thường ta nói về miền Tây mặc đồ bà ba, mà tôi thấy mà đồ này không phải đồ bà ba đó. Đồ bà Tư. Bà Tư không? Bà Tư, à, vậy là bà ba lấy đồ bà Tư mặc đúng không? Vậy là mình biến tấu là chiếc áo bà Tư sao bà ba lấy mặc. Bà ba ơi hãy trả máu cho bà Tư. Thôi bây giờ mình sẽ quay về dòng ký ức. Bây giờ anh em nào bắt được một con cá là 500.000, anh em nào bắt được hai con cá đầu tiên sẽ được thưởng 1 triệu. Cảm ơn bạn, mình lấy lừa lên. làm liền thôi. Thôi, thôi nghe nói tiền bạc một cái nó tiền bạc nó nhanh lắm. Thì có cá không vậy? Hả? Đâu phải con nào hết vậy? Lúc nghe kiếm 500.000 khó quá. Bây giờ mình lỡ đầu này đi, đầu đó lên nó quậy quá rồi, cá chạy hết rồi. Thật ra bắt cá phải có kinh nghiệm, quậy xịn bùng lên cho con cá nó nổi cái đầu lên. Ê, lên. Bây giờ nè. Hả? Một thằng nằm ngang á, một thằng kéo tay, thằng kéo chân. Mình kéo nằm ngang, nó dồn cá lại chỗ đi, dễ dễ bắt. Ê, có đó được á, để kêu ông Trường mập mập. Mấy mập mập nằm ngang đi. Hả? Ô, hay vậy ta, hay quá. Ông có cá chê, đây. Cá ơi, cá. Quậy nó lục lên là thấy. Ơi. Ủa cá chê luôn, không dám bắt luôn nè. Hai con. Hay quá. 1 triệu lên lên bờ. Ây da. Đi hai con nào chưa? Không được, nó bự quá Linh ơi. Đây. Con cá lóc. Ủa nó bự quá nãy giờ bắt không được. Ê lên được 500 ngàn rồi Linh. Vô. Một em. Rồi ok. Hả? Wow. Linh bắt lượng hả Linh? Một em. Cái chuyện này xúc, nó như xúc gỗ vậy đó. Vô. Rồi. Ơi bây giờ nằm ở trong đây sao bắt ra? Ngon lành. Đây con cá chê, hai con. Nãy cá lóc, giờ cá chê đủ hai món rồi nha. Dạ. Cá lóc hấp bầu, cá chê kho gừng. Mặc dù bây giờ bắt được con cá nó cũng rất là sướng, nhưng mà thật sự cái háo hức và cái sung sướng á, không thể nào giống như xưa được. Đúng rồi. Hồi xưa cái mục tiêu mà để bắt được con cá nó quá lớn, bởi vì nó có tiền thiệt chứ không phải như tiền giả mà Linh hứa. Ủa hứa chơi thôi mà. Hứa chơi phải vậy. Cái sự háo hức nó không có. À, đúng không? Còn nó không xưa có là phục vụ cái mục đích mua tập vở, mua quần đúng áo rồi, như ngày xưa rồi, đúng không? Đúng rồi. Hồi xưa nó là giống như là cái gì là mưu sinh rồi. Bây giờ bắt được con cá muốn tuột cái quần luôn rồi. Dù mấy chục năm rồi mà anh em mình vẫn không lục nghề. Đúng rồi, chỉ có 1 phút 30 giây mà mỗi thằng bắt được mấy con cá luôn. Cái đó là mình nói cho người ngoài thôi. Ừ. Còn người trong nhà mình biết là cá nãy mình bỏ vô bao. Mình làm cho nó đừ hết, mình thả xuống rồi mình bắt. Bây giờ mình lên mình nướng đi anh em. Rồi ok, lên nướng nha. Nướng đi nào. Đủ bao nhiêu đó, đủ rồi. Thôi đi, đây là thành quả của chúng tôi. Còn một đống ở trong đây là hàng thiệt, không phải hàng giả nha. Thôi bây giờ mình nướng đi. Nướng mì rơm với lá chuối. Wow. Lá chuối. Cháy rồi, okay. cháy rồi. Lửa bập bùng tí tách, lửa vui cùng ta. Linh. Rồi cháy lên hương nồng biết bao hy vọng. Hồi nhỏ là ngủ ngoài cây rơm hoài nhớ.
Hồi xưa ở nhà nào cũng có cây rôm để dành. Một hồi cái con cá nó chín khé cái da ngoài ha, cái mình lấy cây mình cạo cạo cái than đen ở ngoài đó, chắc chắn rằng đây sẽ là ký ức của rất là nhiều thế hệ, đặc biệt là người dân miền Tây. Thưa bà con, với những cái món ăn dân dã thế này, nó đi sâu vào tiềm thức của con người miền Tây Nam Bộ luôn. Cá lóc này gọi là cá lóc nướng chui, sau đó nó thơm thơm mùi của bùn á, nó hòa quyện các mùi thơm nó vô, nó tạo thành một cái hương vị lạ lạ của miền Tây. Kêu bằng là đó là hương vị đồng quê. Đúng rồi, hương. Khi mà là cá chín xong xuôi mình để lên tàu lá chuối đúng không? Đúng rồi. Nó kẹo cái chuối nó xé nè. Ủa vậy hả? Ôi quá dữ. Rồi chạy ra đây đi, chạy ra đi nhanh. Nói chung chúng tôi nướng là nướng vậy thôi, còn chín là không. Chín là không, là chuyện con cá là chuyện của cá. Rồi nó thành than hết rồi. Đâu cá thành than hết rồi. Nó là cạo xuôi không cạo ngược nha. Lấy nước mắm với dưa hấu với cơm ơi, đây. Nó văng thịt hết rồi, văng thịt hết rồi. Thơm thiệt, thơm thiệt. Mặt con cá nó đen như mình luôn. Hấp dẫn quá. Đó còn cái kê, đó còn cá lóc rồi. Mời anh em chơi. Rượu quán nghèo nhưng còn nồng rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Hương đó, gì nữa. Đủ rồi, đủ rồi. Để xin kính cẩn nâng người tri kỷ mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn ân tình. Hát hay quá, hay quá Linh ơi, để ta ăn thử rồi nha Linh. Nó nghe. Ôi, tổ miệt. Ăn đau bụng ra chịu nha. Họ này cá nè, chấm nước nó mắm ớt ha, để vô ha. Ngon quá, ngon quá. Tính ra cái cá này á, nó ngon là cái mùi khét khét của rôm. Rôm á, đánh đánh của khét đúng không? Ừ. Rồi mình ngồi ở dưới đất nè, là mùi đất, mùi sình nó bút bốc bốc lên. Nhưng mà trước khi ăn mấy ông không có tính toán trước. Không, ta phải thụ địa. Rồi, thụ địa. Ngon quá. Không, mà ngon thiệt. Ngon quá ngon. Không lẽ mình tự khen con cá mình bắt mình nướng ngon chứ. Mùi sình của bốn tụi mình nãy giờ chưa tắm á. Khen rồi, khen rồi. Ăn chừa tao với Hải. Không, cái thử trước, nó là ngon ra đó mày. Hả? Ăn bún miền Tây nè. Ăn nó nghe nó rột luôn. Mình tưởng là gì, quá ra là nãy giờ mình nhai có rôm ở trong á. Nhân, hồi nãy tao nghe đồn á, là Linh thích ăn đầu cá. Bẻ đầu cá cho nó. Có nhiêu đầu cá bẻ hết cho nó đi. Đúng rồi, thiệt, ngon lắm Linh thiệt mà. Để tôi ăn thân cá. Nó không chịu ăn luôn á trời. Nó lột xong rồi nó ăn luôn rồi đó. Quý vị thân mến, thông cảm cho tụi tôi. Đói quá. Tóm lại hôm nay nó hơi bộn bề chút xíu. Nhưng mà chúng tôi đang trở về những ký ức rất là tuyệt vời quý vị. Hãy sống với những ký ức. Những cái thanh xuân nó đã qua đi nhưng nó vẫn còn đó. Hãy giữ gìn và trân trọng những ký ức ngày xưa để chúng ta hạnh phúc hơn nhiều nữa quý vị nha. Đến với chương trình Du hành ký ức. Chương trình phát sóng vào lúc 22:30 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mình ăn tiếp chứ? Ăn tiếp thôi. Xin chào.